Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cường Hàng Bãi ạ. Thì hôm nay có thêm một số đồ nghề nha bác. Hôm nay thì có hai con dao cắt thuốc này, đó, một số lưỡi xẻng này, rồi cuốc này, đó, cuốc chim nha bác, và kìm cộng lực này, đó, và một số mẫu mỏ lết này, đó, đục bê tông, đùi cưa gỗ rồi, và một số mẫu búa nha bác, đó, kéo rồi dao rừng, rìu đi rừng này, dao bếp nhá. Hôm nay thì em lên video mã C nha bác, mã số C1. C1 là một cái con dao cắt thuốc nha bác. Đây, con dao cắt thuốc này thì còn rất là đẹp luôn này. Đó, các bác có thể thấy này, rất là đẹp luôn nhá. Con này thì chiều dài lưỡi sử dụng của nó thì được chiều dài lưỡi sử dụng nó khoảng 28cm nha bác. Dài 28cm. Và lưỡi thì em có mài rất là sắc bén rồi nhá. Về các bác chỉ sử dụng thôi. Đó, còn rất là đẹp. Đó, cán gỗ tay cầm chắc chắn này. Đó, con dao cắt thuốc C1 này là 500.000. Đó, đây các bác xem kỹ này. Đó, lưỡi rất là sắc bén luôn nha bác. Hàng rèn thủ công của Nhật nhá. Đó, C1 là 500. Mã số C2 cũng là một con dao cắt thuốc nha bác. Con này thì đẹp hơn này. Đó, con này nhìn có vẻ mới hơn nhá. Lưỡi thì cũng không có sứt mẻ gì, em mài rất là sắc bén nhá. Đó. Chiều dài lưỡi sử dụng của con này thì được chiều dài lưỡi sử dụng con này 30cm nha bác. Đó, dài khoảng 30cm. Đó, sử dụng tốt nha bác, không có bị hư hại gì nhá. Đó, con này thì phần cán gỗ tay cầm còn tem mát này. Đó, cũng hàng rèn thủ công của Nhật nhá. Thép thì rất là sắc bén luôn. Đó, dao cắt thuốc C2 này là 550.000. C2 550.000. Mã số C3. C3 là một cái súng phun sơn nha bác. Nó súng xịt sơn. Đây có đóng chìm chữ đây bác, Tokyo Japan Technology này. Đó, súng xịt sơn này thì lớp xi mạ rất là sáng và đẹp luôn nhá. Và nó có một cái bình phun sơn lắp vào phần bên hông này. Đó. Đây, bình phun sơn bên trong con đẹp này bác, có nắp đậy đầy đủ nhá. Đó, nắp đậy đầy đủ. Còn sử dụng tốt nha bác. Phần đầu phun sơn của nó là bằng đồng nhá. Đây, đầu phun sơn là bằng đồng này. Đó, còn sử dụng tốt, không có bị hư hại gì cả nhá. Trên này thì thấy nó có thông số 3 đây này các bác. Đó, số 3. Đó, súng tốt. Đây thì có hai con ốc để điều chỉnh lượng sơn phun này. Đó, điều chỉnh lượng sơn phun. Dưới này thì có con ốc để điều chỉnh hơi. Cái này về các bác lắp vào máy hơi để sử dụng phun sơn nhá. Đó, rất là đẹp luôn. C3 là 350.000. C3 350.000. Đến mã số C4. À, cái này em ghi nhầm mã rồi các bác. Đến C6 luôn nhá. Đó. Không, đến C6 luôn nha bác, không có C4 đâu. C6 là một cái lưỡi xẻng, à một cây xẻng vuông này. Đó, một cây xẻng vuông. Xẻng vuông nhỏ nha bác. Tổng chiều dài của cây xẻng này là được 60cm nha bác. Tổng chiều dài cả cán 60. Chiều dài lưỡi là được 22,5 và chiều rộng lưỡi là được 16,5. Đó, cây này bề mặt lưỡi xẻng đẹp này bác. Đó, không có bị rỗ nhá. Thép Nhật rất là cứng cáp luôn nhá. Đó, cán gỗ đẹp này. Cây này thì mấy bác nuôi gà nuôi cá thì có thể sử dụng xúc thức ăn cho gà cho cá nhá, xúc thức ăn cho lợn được. Đó, rất là tiện lợi luôn. Đó, C6 cái này 170.000. Mã số C7 là một cái cây xẻng nhọn lớn nha bác. Một cái cây xẻng nhọn lớn. Cây này thì tổng chiều dài của nó được khoảng tầm 95cm nhá. Và chiều dài lưỡi là 29,5. Chiều rộng của lưỡi là được 23,5 nhá bác. Chiều rộng lưỡi 23,5. Đó, cây này thì bề mặt lưỡi cũng còn đẹp này. Đó, không có bị rỗ nha bác. Bề mặt lưỡi đẹp nhá. Đó, thép thì rất là cứng cáp luôn nhá. Thép Nhật thì rất là cứng cáp chắc chắn. Cán gỗ đẹp nha bác. Phần tay cầm của nó có trợ lực này. Đó. Một cái cây xẻng vuông lớn C7 này là 280.000. C7 280. Mã số C8. Mã số C8 là một cái lưỡi xẻng nhọn lớn nhá. Đó. Chiều dài lưỡi xẻng này là được 28,5 và bản lưỡi xẻng rộng 22cm nha bác. Bản lưỡi xẻng rộng 22. Đó, cái này thì bề mặt lưỡi cũng còn khá là đẹp nhá. Đó, khá là đẹp này. Đây. Thép rất là cứng luôn nha bác. Đó, này các bác về chêm cán sử dụng thì không biết bao giờ nó bị hư hỏng được luôn, nó không có mòn được luôn các bác. Thép Nhật rất là cứng luôn. Sử dụng xẻng Việt Nam thì nó rất dễ mòn rồi nó thủng lỗ các bác. Đó. Lưỡi xẻng C8 này là 200.000, C8 200. Mã số C9 là một cái lưỡi xẻng nhọn nhỏ nha bác.
Chiều dài lưỡi xẻng là được 23 cm và chiều rộng của lưỡi là được 16 cm nhá. Chiều rộng lưỡi 16. Cây này thì bề mặt lưỡi nó còn lớp sơn mạ này. Đó, các bác có thể thấy này, còn lớp sơn mạ đen đây nhá. Đó. Nhìn cũng còn khá là mới đấy. C9 cái này 170.000, C9 170. Mã số C10. C10 là một cái lưỡi xẻng vuông lớn nhá. Chiều dài lưỡi xẻng là được 30 cm và chiều rộng lưỡi là 23 cm nhá. Lưỡi xẻng này thì cũng còn khá là mới đấy các bác. Đó, lớp sơn mạ chưa bong tróc này. Đó. Đó, còn rất là mới này. Đó, có mặt sau này thì này nó hơi bong một xíu thôi, còn lại thì rất là mới nhá. Thép rất cứng rồi nha bác, dày, rất dày và cứng nhá. Đó, lưỡi xẻng C10 này là 220.000, C10 220. C11 là một cái lưỡi xẻng vuông loại nhỏ nhá. Chiều dài lưỡi xẻng là được 22,5 và chiều rộng lưỡi là 17 cm. Đó, lưỡi này thì cũng còn rất là mới này. Đó. Các bác có thể thấy mặt trước này còn nguyên lớp sơn mạ này, chưa bong tróc gì nhá. Đó, mặt sau thì nó có bong mất một ít ở dưới này thôi. Đó. Rất là dày, cứng cáp luôn. Đó, lưỡi sẻng vuông nhỏ C11 này 170. C11 170. Mã số C12. Mã số C12 là một cái cây cuốc nha bác. Đó, một cái cây cuốc này. Chiều dài lưỡi cuốc là 17 cm. Và chiều rộng lưỡi là được chiều rộng lưỡi khoảng 9 cm nha bác. Độ dày lưỡi thì ở phần trên cùng này nó dày được khoảng tầm 8 ly này. Và nó mỏng xuống dưới lưỡi này là còn 3 ly nhá. Đây, trên này thì rất là dày, bác, dày 8 ly này, xuống dưới này còn 3 ly. Đó. Ở bên Nhật người ta làm rèn thép rất là dày và cứng cáp luôn này các bác. Đó, bề mặt lưỡi này đẹp này, không có bị rỗ nhá. Đó, bề mặt lưỡi cuốc đẹp. Cây này thì phần cán của nó dài được khoảng phần cán nó dài 46 cm nha bác. Đó, cán dài 46 cm. Đó, rất là dày luôn. Đó, chiếc cuốc C12 này là 230.000, C12 230. Mã số C13 là một cái cây cuốc loại lớn này các bác. Đó. Cây này thì chiều dài lưỡi cuốc là 19 cm và chiều rộng lưỡi là được khoảng tầm 11 cm nhá. Chiều rộng lưỡi 11 cm. Đó, cây này hàng rèn thủ công của Nhật này các bác. Đó, đây chữ Nhật đóng chìm rất là sâu trên bề mặt lưỡi này. Bề mặt lưỡi nó cũng không có bị rỗ nha bác. Đó, bề mặt lưỡi đẹp nhá. Đó, cái này nó hơi dài nên mặt sau hơi khó quay, nó không có bị rỗ rỉ gì đâu. Đây. Mặt sau nó cũng đẹp nguyên nha bác. Và độ dày lưỡi của nó là ở trên cùng này dày được 8 ly này. Đó, dưới này cũng dày 3 ly nhá. Đó, trên cùng này dày 8 ly, dưới này dày 3 ly. Chữ khắc sâu rất là đẹp luôn các bác. Cái này thì cán nó cũng khá là dài các bác. Phần cán thì của nó dài được khoảng tầm là cán nó dài được khoảng tầm là 90 cm nha bác. Đó, cái này cán dài 90 cm. Đó. Chiếc cuốc C13 này là 280.000, C13 là 280. Mã số C14. Mã số C14 một cái cây cuốc nhỏ nha bác. Chiều dài lưỡi cuốc 9,5 và chiều rộng lưỡi là khoảng 7,5 cm nhá. Độ dày lưỡi cuốc là dày được 3 ly nha bác, dày 3 ly. Cây này thì gần như là chưa sử dụng luôn này. Còn nguyên lớp sơn mạ đen này. Đó, các bác có thể thấy chưa có bong tróc lớp sơn mạ luôn nhá. Đó, rất là đẹp luôn này, cán cũng đẹp chắc chắn này. Phần cán cái này thì nó dài được khoảng 36 cm nhá. Cán dài 36 cm. Cây cuốc này thì các bác sử dụng trong gia đình làm vườn. Đó, làm vườn thì nó nhỏ gọn này, tiện lợi nhá. Đó, C16 cái này 100 à, C14 là 160.000. C14 160. Mã số C15 cũng một cái cây cuốc nhỏ. Cây này thì hàng gần như là mới chưa sử dụng luôn này. Đó, rất là đẹp luôn này các bác. Chiều dài lưỡi cuốc là dài 11,5 cm. Và chiều rộng lưỡi là dài, chiều rộng lưỡi nó rộng 8 cm nhá. Và độ dày lưỡi cuốc là dày được khoảng tầm 4 ly nha bác. Đó, dày 4 ly. Đây, cây này thì gần như là hàng chưa sử dụng luôn này. Đó, bề mặt lưỡi cũng còn lớp sơn mạ đây. Cây này rất là đẹp nhá. Và phần cán thì người ta có đóng cả chốt trên và chốt dưới này. Đó, các bác sử dụng thì không có sợ bị rơi cán là được luôn nhá. Đóng chốt rất là chắc chắn luôn. Chiều dài cán của cây này là dài được 38 cm nha bác. Đó, dài 38 cm, cán còn mới nguyên này. Đó, tem mác đây còn nguyên, chưa bong tróc. Chiếc cuốc C15 này là 200.000, C15 200. C16 là một cái cây cuốc chim. Cây này thì phần cán dài được 39 cm này. Và chiều dài tổng thể của lưỡi cuốc là dài được 28 cm nha bác.
tổng thể dài 28 cm. Đây, cái này còn nguyên tem mác ở trên lưỡi cuốc này. Đó, bề mặt lưỡi đẹp nhá, cũng còn cái lớp sơn mạ xanh này các bác. Đó, một đầu cuốc và một đầu mũi nhọn này. Đó, cán của nó là cán còn zin nguyên nhá, cán zin luôn. Đó, trên cán còn cả tem mác trên cán luôn này. Đó, cái cuốc chim C16 này 230.000, C16 230. Mã số C17 cũng một cây cuốc chim nhá bác. Cây này là quả hiệu con voi này. Đó, tem mác hiệu voi đây. Hiệu voi thì hiệu rất là nổi tiếng của Nhật đấy các bác, chuyên sản xuất cuốc sẻn luôn nhá. Nó có logo hình con voi đóng chìm ở trên phần lưỡi cuốc này. Cây này còn rất là mới các bác. Chiều dài phần cán là được 45 cm và chiều dài tổng thể của lưỡi cuốc là 28,5 nha bác. 28,5. Cây này thì bề mặt lưỡi nó cũng còn lớp sơn mạ đây. Cái này gần như là cũng hàng gần như mới các bác. Đó, gần như hàng mới này. Đây, phần lưỡi cuốc nó còn cả sơn trên phần lưỡi cuốc luôn này. Phần đầu lưỡi cuốc các bác chưa có bong sơn luôn ạ. Đó. Một cây cuốc chim hiệu con voi C17 là 230.000, C17 230. Mã số C18 một cái lưỡi cuốc chim nhỏ nha bác. Lưỡi này là của hãng Golden Star của Nhật này. Đó, còn nguyên tem mác của Nhật đây nhá. Tổng chiều dài của lưỡi cuốc chim này là được khoảng 27,5 cm. Đó. Cây này thì cũng còn lớp sơn mạ đây các bác. Các bác có thể thấy lớp sơn mạ chưa bong tróc gì nhá, cũng còn khá là mới đấy. Đó, lưỡi đây rất là dày luôn này. Lưỡi cuốc chim này thì nó dày được khoảng tầm lưỡi này nó dày khoảng 5 ly các bác, rất là dày nhá. Đó, thép thì rất là cứng cáp luôn. C18 là 170.000. À, số C19 là một cái lưỡi cuốc đào măng nha bác. Đó. Lưỡi này thì chiều rộng lưỡi sử dụng thì nó được 9,5 cm nha bác, 9,5. Lưỡi này hàng rèn thủ công 3 lớp thép của Nhật nhá. Đó, chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi này. Đó, bề mặt lưỡi không có rỗ rỉ gì nhá, lưỡi rất là sắc bén. Cái này thì các bác về chêm cán vào đi rừng đi rẫy có thể sử dụng đào măng này hoặc là sử dụng để đánh cây cũng được nhá. Đó, sử dụng đánh cây cũng được, 3 lớp thép rất là sắc bén. C19 170.000. Mã số C20. Số C20 là một cái cây liềm nha bác. Cây này thì chiều dài lưỡi sử dụng là được 13 cm và bản lưỡi rộng là 4 cm nhá. Độ dày lưỡi của nó thì nó dày được độ dày lưỡi là 5 ly nha bác, 5 ly. Và con này thì lưỡi mài hai mặt này. Đó, lưỡi mài hai mặt. Rất là sắc bén luôn nhá, bề mặt lưỡi đẹp nhá. Này thép rèn thủ công nha bác, chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi này. Lưỡi rất là bén. Phần cán gỗ thì cũng còn nguyên tem mác các bác, chưa bong tróc gì. Phần cán của nó thì dài được cán dài 33 cm nha bác. Đó, 33 cm. Cái này đi rẫy đi rừng thì các bác có thể sử dụng móc giật những cái cành cây nhỏ này. Đó, giật móc lá cây này. Đó, khá là tiện lợi nhá. C20 là 170.000. Mã số C21 là một cây kéo tỉa hàng rào nha bác. Cây này thì bề mặt lưỡi kéo là không rỉ nha bác. Đó, bề mặt lưỡi kéo không rỉ, rất là sáng và đẹp này. Tổng chiều dài cả cán của cây này là được tổng chiều dài cả cán của nó là khoảng tầm 50 cm nha bác. 50 cm và chiều dài lưỡi sử dụng là được 13 cm này. Đó, 13 cm. Cái này thì nó có lò xo trợ lực đây nha bác, có lò xo trợ lực và có chốt gài đầy đủ này. Đó. Và phần này thì người ta có rèn cong ở phần lưỡi mà sắt cán ấy, người ta có rèn cong này, khi các bác cắt tỉa hàng rào nó rất là thuận tiện luôn nhá. Đó, bề mặt lưỡi kéo sáng đẹp, lưỡi zin nguyên nhá. Có lò xo trợ lực thì khi các bác cắt thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng luôn nhá. Đó, là khi các bác cắt thì nó sẽ tự đẩy ra đẩy vào rất là nhẹ nhàng. Và phần cán của nó, cây này là cán bằng nhôm nha bác. Đó, cán nhôm và tay cầm thì có bọc nhựa này. Đó, tem mác còn nguyên ở trên cán đây các bác. Đó, chiếc kéo tỉa hàng rào C21 này là 220.000. Mã số C22 là một cái cây kéo cắt cành trên cao. Tổng chiều dài của cây này là được tổng chiều dài cả cán là 58 cm nha bác, 58 cm, và chiều dài lưỡi sử dụng là nó được khoảng tầm 8 cm này. Đó, chiều dài lưỡi sử dụng dài khoảng 8 cm. Cái này lưỡi kéo đẹp nha bác, sắc bén không xuất mẻ gì, đây các bác có thể thấy này. Đó, và bề mặt lưỡi kéo thì cũng không có bị rỗ rỉ gì nhá. Bên này thì nó có một con ốc cữ chặn ở đây này. Đó, bề mặt lưỡi kéo đẹp nhá. Này cũng hàng người ta rèn thủ công các bác. Đó, đây lưỡi của nó rất là dày này, để em đo cái độ dày lưỡi của nó luôn nha bác. Cái này lưỡi nó dày là khoảng tầm 6 ly nha bác. Đó, lưỡi kéo rất là dày, dày 6 ly. Thì khi các bác cắt cành trên cao thì có thể sử dụng cắt cành lớn được nhá. Đó, cái này lưỡi dày cắt cành lớn thì rất là ngon luôn này. Đó, cán đẹp chắc chắn nhá. C22 cái này là 270.000. C23
C22 270. Đến mã số C23. Mã số C23 là một cái cây kìm cộng lực của hãng MCC nha bác. Cây này size của nó là size 350 này, nó dài là 35 cm nhá. Đó, có tên hãng MCC, cắt cáp là 6 ly này bác, Japan này. Đó. Cái này hàng nội địa Nhật nhá, có dấu nội địa ở đây. Đây lưỡi cắt thì đẹp nha bác. Đây bác xem kỹ phần lưỡi cắt này, không có bị sứt mẻ gì nhá. Lấy hàng thì em kiểm tra hết phần lưỡi cắt rồi. Đó, lưỡi cắt khít đẹp này. Đó. Size 350 của hãng MCC. Cắt cáp là 6 ly nha bác, 6 ly. Đó, cái này thì cũng còn khá là mới này. C23 cái này 350.000. C24 cũng một cây kìm cộng lực của hãng MCC. Cái này size lớn hơn nha bác, size 450. Có tên hãng MCC này, cắt cáp là 7 ly nhá, Japan này. Đó, cũng hàng nội địa Nhật đây, có dấu nội địa. Đó. Trên phần cán thì cũng còn nguyên tem mác đây bác. Đó, tem mác này. Ở phần lưỡi cắt đẹp nha bác. Đó, đây, lưỡi cắt không có bị một vết sứt mẻ gì cả nhá, lưỡi cắt đẹp nguyên. Đó. Đó, cái này thì dài 45 cm này, cũng còn khá đẹp đây các bác. C24 cái này là 400.000, C24 400. Mã số C25 là một cái cây cưa. Cây này là cây cưa sắt nha bác. Đó, một cái cây cưa sắt, cái này hàng của Thụy Điển nha bác. Đó, có chữ này Sweden trên phần lưỡi cưa này. Đó, đây, Sandvik Sweden này. Chiều dài lưỡi của cây này là được chiều dài lưỡi cưa thì nó khoảng tầm 24,5 cm nha bác. Khoảng 24,5, và tổng chiều dài cả cán của cây cưa này thì được khoảng tầm tổng chiều dài cả cán nó khoảng tầm 46 cm nhá. Đó. Hàng của Thụy Điển nha bác, Sweden. Này do để bãi nên đây có mấy vết chảy xước đây thôi, không có ảnh hưởng gì nhá. Phần cán gỗ tay cầm đẹp này. Đó, C25 cái này 180.000. Mã số C26 là một cái cây cây súng bắn silicon nha bác. Cái này hàng của Tajima này. Đó, có tên hãng Tajima của Nhật nha bác. Đó. Tổng chiều dài của cây súng này thì được tổng chiều dài nó khoảng tầm 31 cm nhá. Và cái phần chiều rộng để các bác lắp cái ống nắp ống vào để ống keo đấy. Đó, là nó khoảng tầm 5 cm này. Đó, 5 cm. Cái này còn sử dụng rất là tốt nha bác. Đây để em kéo nó ra này. Cái này bóp nhẹ thì sao nó lại kẹt đây được không biết. Đó, kéo ra này. Đây. Đó, sử dụng tốt nhá. Đó, hàng của Tajima rất là chất lượng luôn các bác, cái còn khá là mới nhá. Đó. C26 cái này 180.000, C26 180. Mã số C27 là một cái cây nhổ đinh nha bác. Cây nhổ đinh này thì cũng còn khá là mới này, lớp sơn mạ thì nó hơi bong tróc mất một ít ở đây thôi, mà có mấy chỗ thì bong tróc mất một ít, còn lại còn rất là mới nhá. Cái này thì nó dài là được 50 cm này. Đó, trên tem mác đây 500m trên m này. Dài khoảng tầm 50 cm nha bác, còn nguyên tem mác nhá. Có một đầu chữ V nhổ đinh này. Đó, đầu chữ V nhổ đinh không có bị vết sứt mẻ gì, gần như là chưa sử dụng luôn nhá. Đầu chữ V nhổ đinh còn đẹp đấy các bác. Và nó có một đầu dẹp này. Đầu dẹp này thì các bác có thể sử dụng bẩy nậy cái gì thì bẩy nhá. Đó. Hoặc sử dụng móc lốp xe cũng có được đấy. Đó, thép thì rất là cứng luôn nhá. C27 cái này 170.000. Mã số C28. C28 là một cái cây bơm mỡ bò nhá bác. Đó, cây này thì còn nguyên tem ở trên phần ống bơm này. Đó. Đây có chữ HOC. Cái này thì nó không có rỉ nha bác, có cái phần ở tay cầm đây nó chỗ này nó bị chóc mất một ít xi mạ thôi này, còn lại là rất là sáng và đẹp nhá. Đó. Tổng chiều dài của cây bơm mỡ bò này thì được 33 cm nhá, và chiều dài ống bơm mỡ của nó là 11 cm. Cái này còn sử dụng tốt nha bác, không có bị hư hại gì đâu, không rỉ, rất sáng và đẹp. C28 cái này 180.000. Mã số C29 là một cái cây thước thủy nha bác. Cây này là của hãng Diamond này, Super River này. Đó, của Nhật nha bác. Còn rất là mới nhá. Chiều dài của cây thước này là được 30 cm này. Đó, dài 30 cm. Và cây này nó là bằng nhôm nha bác, và nó không có bị móp méo gì này. Đó, các bác xem kỹ này. Không có móp méo hư hại gì nhá, rất là đẹp luôn. Và nó có một cái ống, một ống cân nước chiều ngang và một ống cân chiều dọc nhá. Đó, có hai ống cân. Một ống cân chiều ngang và ống cân chiều dọc. C29 là 140.000.
Mã số tiếp theo là mã số C30. Mã số C30 là một cái khóa 3 số này, một cái cây khóa 3 số. Khóa 3 số này thì nó là một đầu là 8 này, 9 và 10 nha bác. Đó, 3 số 8, 9 và 10. Cái này là mở khóa lục giác nhá, hàng chưa sử dụng nha bác. Đó, gần như là hàng mới luôn, rất là đẹp. Đây có chữ đóng chìm nha bác, Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Các cái cạnh của nó chưa có chảy trượt gì nhá, chưa sử dụng nha bác. Khóa mở 3 số là 8, 9 và 10 nhá. Đó, các bác thiếu thì có thể bổ sung thêm vào đồ nghề nhá. C30 là 120.000. C31 là một cái cây cờ lê vòng của hãng KTC nha bác. Cây này thì hàng mới chưa qua sử dụng này. Có tên hãng KTC này, Made in Japan này. Cây này thì mở một đầu là 19, một đầu 17, một đầu 19 nha bác. Một đầu 17, một đầu 19, hàng mới chưa qua sử dụng. Đó, các bác có thể tra nếu mà đi mua lẻ một cái cây mua một cái một bộ của cờ lê vòng của hãng KTC này thì nó rất là đắt đấy bác. Có khi đến cả tiền triệu ấy. Đó. Bác nào thiếu trong bộ đồ nghề thì có thể bổ sung thêm cây này nhá, hoặc là về các bác mua sưu tầm cây này rất là đẹp luôn. C31 là 180.000, Mã số C32 là một cái cây cờ lê của hãng Top nha bác. Cây này cũng hàng chưa sử dụng nhá, rất là đẹp. Có dấu nội địa Nhật này. Đó, và nó sử dụng thép là chrome vanadium. Chiều dài của cây cờ lê này là nó dài được 21 cm nha bác, dài 21 cm. Đây, các bác có thể thấy các cái cạnh của nó này chưa có bị chảy trượt gì nhá. Đó, chưa chảy trượt gì. Đó, cây này thì một đầu là mở khóa là 22 nha bác, một đầu mở 22, một đầu 24. Đó. Cây một đầu 22, một đầu 24 của hãng Top, hàng nội địa Nhật. C32 cái này 130.000. C32 130. C33 là một cái cây mỏ led thép đen nha bác. Cái mỏ led này là của hãng Fujitaka này. Đó, Fujitaka. Thép forged chrome vanadium, thép rèn này, nó rất là cứng cáp luôn. Size của nó là size 250mm này các bác, dài 25 cm và có dấu nội địa Nhật này. Đó, hàng nội địa nhá. Cái này hàng chưa sử dụng nha bác. Hàng chưa sử dụng này. Đó, miệng rất là đẹp luôn, chưa có bị chảy trượt gì nhá. Thép thì rất là cứng, thép rèn các bác. C33 là 220.000, C33 220. C34 là một cái cây mỏ led giảm trọng lượng nhá. Cây này thì chiều dài của cây mỏ led này là được 24 cm nhá. Đó, cây này nó cũng gần như kiểu thép đen này các bác, nhìn chất thép nó rất là cứng cáp luôn nhá. Đó, miệng mở rất là rộng. Cái này thì miệng nó có thể mở rộng tối đa là được khoảng 3,5 cm nha bác, 3,5. Đó, miệng thì cũng chưa chảy trượt gì, cái này hàng chưa sử dụng nhá. Đây có chữ Pro ACT này. Và trên phần miệng của cây này thì trên đầu đây nó có các cái vạch chia thông số này. Đó, từ 0 đến 30 năm này. Đó. Giảm trọng lượng thì khi bác cầm sử dụng thì nó rất là nhẹ nhàng nhá. Đó. Đây, thiết kế giảm trọng lượng, tay cầm có bọc cao su này. Đó, tay cầm bọc cao su thì nó hơi bị một vết rách nhẹ ở đây thôi, còn lại thì rất là đẹp nhá. C34 cái này là 200.000, C34 200. Mã số C35 là một cái cây mỏ led thép đen của hãng Baco nha bác. Có tên hãng Baco, Made in Sweden này. Size của cái này là size 8 inch. Và chiều dài của cây này là nó dài được 20 cm nhá bác. À, 20 cm. Đó, hàng của Thụy Điển nhá, Baco Sweden, sử dụng chất thép là thép đen, rất là cứng cáp nhá. Cây này thì người ta cũng có sử dụng rồi nhá bác. Đó, sử dụng rồi nhưng mà cái chất thép của Thụy Điển thép đen nhá bác thì nó rất là cứng luôn nhá. Đó. Nên là miệng nó cũng còn khá đẹp đây bác. Đó, miệng khá đẹp nhá. Đây các bác để em vặn cái miệng này. Đó, các bác xem miệng nó cũng còn khá là khít này. Đó, miệng khá là khít nhá. Chất thép đen, hàng của Thụy Điển. C35 cây này là 250.000, C35 250.000. C36 là một cái cây mỏ nết răng của hãng ARM. Đó, có tên hãng ARM này, dấu nội địa Nhật này. Đó, Made in Japan, thép là drop forged này, thép rèn nhá. Và size của nó là size 200mm này bác, size 200mm. Có dấu nội địa Nhật đây. Đó. Đó, cái này thì răng lợi đẹp đây bác. Chưa có bị chảy trượt gì này, răng trên răng dưới đẹp nguyên nhá. Nó đang trên đang dưới đẹp nguyên. Và miệng của cái này thì nó có thể mở rộng tối đa là được khoảng tầm 3 cm nhá. Mở rộng tối đa 3 cm. Nó ốc vặn trơn tru này. Lò xo đẩy ra đẩy vào sử dụng tốt nha bác. Cái này thì các bác sử dụng trong gia đình thì nó rất là tiện lợi này, nó nhỏ gọn, nó để mở vặn những cái con ốc nhỏ, mở hết răng thì vặn ốc thì nó sẽ rất là dễ dàng và nó chắc chắn nhá. C36 cái này 150.000. C37 là một cái cây kìm mỏ quạ nha bác.
Cây này là của hãng Lotter này, có hình con tôm này. Nó có tên hãng Lotter, dòng sản phẩm K-250. Cây này nó dài 25 cm nhá. Hàng mới chưa sử dụng nha bác. Đó, phần răng đẹp nhá. Đó, răng nó đẹp. Miệng của nó có thể mở ra rất là rộng này bác. Miệng thì nó có thể mở rộng tối đa ra được khoảng tầm 7 cm nhá. Đó, 7 cm. Và cái này ở phần đầu của nó thì có một cái lỗ kiểu này thì các bác có thể sử dụng kẹp đinh, kẹp ốc vít được nhá. Đó, kẹp đinh, kẹp ốc vít này. Phần đuôi thì có một cái đầu tô vít trừ đây nhá. Đó, cái này rất là mới luôn. C37 là 180.000. Số C38 một cái cây kìm điện của hãng Fujiya này. Chiều dài của cây này là được 19 cm nha bác. Đó, dài 19 cm, đây có tên hãng Fujiya. Đó, dấu nội địa Nhật này. Phần răng đẹp nha bác. Đây, răng chưa có bị chầy nhá. Đó, răng đẹp nguyên. Và phần lưỡi cắt của nó thì không có bị hở sáng này. Đó, lưỡi cắt đẹp nguyên nhá. Đó, các bác có thể thấy không có hở sáng một tí nào cả. Phần tay cầm thì tay cầm thì được bọc cao su này, cũng còn rất là liền lạc nhá. Cái này cũng còn khá là mới đấy bác. Hàng của Fujiya thì rất là chất lượng luôn nhá. C38 cái này 200.000. Số C39 một cây kìm cắt của hãng MCC. Đó, MCC của Nhật nha bác. Hãng MCC là của Nhật. Chiều dài của cây này là được 21,5 cm. Và cây này cũng là hàng gần như chưa qua sử dụng luôn này. Rất là mới nhá. Đó, lưỡi cắt khít đẹp nguyên này, không sứt mẻ gì. Có lò xo trợ lực và có chốt gài đầy đủ đây nha bác. Đó, dây chốt gài là dây nhựa. Và cây này thì các bác có thể sử dụng cắt kẽm bonsai hoặc là cắt dây điện cũng được nhá. Đó, của hãng MCC. C39 170.000. C40 là một cái cây đục bê tông của hãng SK11. Đó, có tên hãng SK11. Cây này hãng SK11 của Nhật nha bác. Hãng rất là nổi tiếng của Nhật luôn. Chiều dài tổng thể của cây này 17,5 cm. Và size của cây này là size 75 nhá. À, lưỡi của nó rộng là 7,5 cm nha bác. Lưỡi đẹp này. Đó. Đó, lưỡi đẹp. Cái này thì người ta cũng có sử dụng rồi này, nhưng mà còn rất là đẹp nhá. C40 cái này 160.000. C40 160. Mã số C41 cũng một cây đục bê tông. Cây này là của hãng Mokuba này. Đó, Mokuba Japan. Và chiều dài của cây này là dài được 19,5 cm. Và size của nó là size 90 nha bác. Là lưỡi nó rộng 9 cm nhá. Lưỡi rộng 9 cm. Lưỡi đẹp này. Đó, cái này thì người ta cũng có sử dụng rồi này, nên là phần lớp sơn mạ nó cũng bong chóc mất một ít rồi. Đó, nhưng mà chất thép thì Nhật rất là dày cứng luôn nhá. Đó. C41 cái này 170.000. C41 170. C42 một cây đục bê tông của hãng Mokuba luôn. Đó, có tên hãng đây, Mokuba Japan này. Chiều dài của cây đục bê tông này là được 31 cm. Và phần lưỡi sử dụng của nó rộng là 7,5 cm nhá. Lưỡi sử dụng rộng 7,5 cm. Phần đuôi lục giác này của nó là khoảng 16 ni rưỡi nha bác. Phần đây, phần lục giác này là 16 ni rưỡi này. Đó, cây này láng mịn luôn, không có bị rỗ rỉ gì cả nhá. C42 là 200.000. C42 200. Mã số C43 một cây đục bê tông loại lớn này. Tổng chiều dài của cây này là được 39 cm nha bác. Và chiều dài lưỡi là 15 cm, chiều rộng lưỡi của nó là nó được khoảng tầm 10,5 cm nhá. Đó, cái này lưỡi thì rất là dày luôn các bác. Đó, các bác có thể thấy này. Đó, lưỡi rất là dày, thép thì rất là cứng cáp luôn. Đó, phần đây, phần lục giác này có chữ đây các bác này, có chữ hãng của nó nhá. Đó. Phần đuôi lục giác này của nó là được phần đuôi lục giác này khoảng tầm gần 17 ly nha bác. Đó, gần 17 ly. Đó, cây này thì rất là sáng và đẹp này. C43 là 300.000. C43 là 300. Mã số C44. C44 là một cái cây Eto kẹp bàn nha bác. Đó, một cái chiếc Eto kẹp bàn. Cây này hàng mới chưa qua sử dụng này, còn nguyên tem mác nhá. Đó, lớp sơn mạ chưa có bong chóc gì cả nhá. Đó, hàng mới nha bác, chưa qua sử dụng. Phần miệng của nó thì rộng được phần miệng là khoảng tầm 3,6 cm nha bác. Miệng của nó là 3,6 cm. Đó, miệng khít đẹp nhá. Đó, các bác có thể thấy này, miệng khít đẹp. Đó, hàng mới chưa qua sử dụng luôn nhá. Chiếc Eto này thì Eto này nó nặng được là 700 g nha bác. Chiếc Eto này nặng 700 g. C44 là 250.000. C44 250.000. Mã số C45 là một cái bộ tô vít của hãng Vetsel nha bác. Đó, bộ tô vít của hãng Vetsel.
Đó, bộ này thì cũng là bộ này thì cũng chưa có sử dụng đâu các bác. Đó, còn nguyên hộp này chưa sử dụng nhá. Nó gồm có 2 4 6 8 cây vít nha bác, 8 cây vít, 3 cây đầu cộng này. 3 cây đầu cộng, 3 cây đầu trừ, 1 cây đầu chữ V này và 1 cây đầu mũi nhọn nhá. Đó. Đây này. Nó có các thông số ở trên cái hộp đây này các bác, đó các bác tham khảo nhá. Đó, 3 cây đầu cộng, 3 cây đầu trừ, 1 cây đầu nhọn và 1 cây đầu chữ V. Đấy, phần cán tay cầm bằng nhựa cứng này, có tên hãng vẹt xe ở trên cán này. Đó. Chưa sử dụng nha bác, còn nguyên hộp. Đó. Bộ tô vít C45 này là 200.000, C45 là 200. Mã số C46. C46 thì vẫn còn một số cái cây lấy dấu tự động nữa đây các bác. Đó. Cây lấy dấu tự động hàng của Tajima của Nhật này. Chiều dài của cây lấy dấu này là được khoảng tầm chiều dài nó khoảng tầm 12,8 cm nha bác. 12,8 cm và cây này thì nó có lò xo ở bên trong này. Đó, có lò xo ở bên trong thì khi các bác lấy dấu thì nó sẽ tự động nó lấy dấu nhá. Đó, các bác ấn thì cái này cái đầu mũi này nó sẽ tự động lấy dấu này. Và cây này thì các bác có thể lấy ở trên lấy dấu trên tường, trên nhôm, trên gỗ, trên sắt đều được hết nhá. Đó. Còn rất là mới luôn. C46 là 90.000 một cây nha bác. C46 90.000 một cây. Mã số C47 là một cái cây cưa gấp này. Cây này thì hàng cũng gần như là chưa sử dụng nhá, rất là đẹp luôn này. Răng cưa thì không có bị móp méo hay là bị gãy răng nào nha bác. Nó răng cưa đều đẹp nguyên. Chiều dài lưỡi sử dụng của nó là được 16,5 cm. Và phần cán tay cầm dài được 22,5. Nó còn nguyên tem mác ở trên phần cán này. Đó, răng cưa rất là bén nhá. Các bác có thể sử dụng cưa gỗ hoặc là cưa cành cũng được này. Có chốt gài ở trên. C47 này 140.000. Mã số C48 cũng một cây cưa gấp nhá. Cây này thì cũng hàng chưa sử dụng đâu bác. Do để ở bãi nên nó có một cái số vết ố vết bẩn này thôi nhá. Đó, một số vết ố vết bẩn thôi chứ chưa sử dụng, răng cưa đều sắc bén nguyên nhá. Chiều dài lưỡi cưa sử dụng là dài được khoảng tầm 20 cm nhá, 20 cm. Và phần cán gỗ tay cầm là dài được 25,5 cm. Còn nguyên tem mác ở trên cán đây nhá. Đó. C48 cái này 150.000. Mã số C49 là một cái cây búa đầu có hai đầu nhựa nhá. Đó, cây búa hai đầu nhựa. Tổng chiều dài cán của cây này là nó được khoảng chiều dài cán là 24 nha bác. Và chiều dài phần đầu búa là được khoảng tầm 8 cm này và đường kính đầu đóng của nó thì được 2,5 cm. Đó, cây này nó có hai đầu nhựa, một đầu màu đen này. Một đầu đen và một đầu vàng nha bác. Đó, đầu chưa có bị chầy trượt gì này, rất là đẹp này, không có bị rách rưới gì cả nhá. Đó. Cán là cán thép này. Và tem mác còn nguyên ở trên phần cán này bác. Đó. Tay cầm bọc cao su nhá. Cái búa này thì nặng được 300 g nhá bác, nặng 300 g, C49 130.000. C50, một cái cây búa đinh nhá. Cây này thì dáng rất là độc lạ đấy bác, lần đầu tiên đi bãi mà gặp được cái cây búa này luôn này. Đó, dáng rất là độc lạ luôn. Phần cán của cây này thì dài được khoảng 27,5 cm và chiều dài đầu búa là được khoảng tầm 9,5 nha bác. Đường kính đầu đóng của nó thì nó rộng được là 2,8 cm. Đường kính đầu đóng 2,8. Đó. Có một đầu tròn để đóng đinh đây bác. Người ta cũng có sử dụng rồi này. Đó, nhưng mà còn khá đẹp nhá. Đầu búa này thì người ta rèn thủ công nhá bác. Hàng rèn thủ công của Nhật. Và đây thì nó có một trên này đầu, một cái đầu dẹp này. Cái đầu dẹp thì người ta có vuốt nó kiểu nó cong 12 bên nữa bác. Nhìn dáng rất là độc và lạ nhá. Đó, các bác mua cái này về sưu tầm cũng rất là đẹp nhá. Cái búa này thì nặng được 400 g nha bác, nặng 400 g. C50 là 200.000. Mã số C51 là một cây búa thép không rỉ nhá. Đó, cây búa không rỉ. Chiều dài cán của cây này là 26,5 và chiều dài phần đầu búa là được 7 cm này. Đường kính đầu đóng của nó thì khoảng tầm 3,8 cm nha bác, đường kính đầu đóng 3,8. Cây này thì hàng chưa sử dụng nhá. Đó, đầu đẹp nguyên này, hai đầu đẹp nguyên nhá. Đầu búa không có rỉ nhá. Đó, tay cầm bọc cao su còn liền lạc và dưới phần đuôi này có một cái sợi dây, người ta cột một sợi dây ấy này. Đó, một sợi dây kẽm đây thì các bác không sử dụng có thể treo lên cho nó gọn gàng nhá. Cái búa này thì nặng được 1 kg nha bác. Đó, nặng tổng thể 1 kg nhá. C51 là 250.000. C51 250.000. Mã số C52, một cái cây búa đinh.
Chiều dài cán cái này 33 cm và chiều dài đầu búa là được 13 cm. Đường kính đầu đóng là được khoảng tầm 2,8 nha bác. 2,8. Cái này thì gần như là chưa sử dụng này, nó có một đầu tròn đây các bác. Đó, đầu tròn còn láng o luôn, không có bị trầy trượt gì nhá. Và một đầu là kiểu nhọn nhọn kiểu này nhá bác. Có phần giữa này thì người ta rèn mà nó vuốt kiểu người ta vuốt cong về phần đầu búa này. Đó, lõm ở giữa này xong cong về đầu búa rất là đẹp này. Trên đầu búa đây có chữ Nhật đóng chìm đây nha bác. Đó. Có chữ Nhật đóng chìm nhá. Các bác sưu tầm cái này cũng được, rất là đẹp. Có thể sử dụng cái này để đóng đinh hoặc là đóng giày dép gì đấy cũng được nha bác. Đó. Cán gỗ đẹp này. Và nặng tổng thể là khoảng tầm 400 g nha bác, nặng tổng thể 400 g. C52 là 170.000. C53 là một cái cây búa đinh. Cây búa nhổ đinh nha bác, đóng đinh và nhổ đinh. Chiều dài cán là 33,5 và chiều dài đầu búa là được khoảng tầm 12 cm. Đường kính đầu đóng của nó là 2,5 nhá. Đó, đường kính đầu đóng cái này 2,5. Cái này thì nó có một cái đầu vuông kiểu này để sử dụng đóng đinh này. Đó, đầu đóng thì có vân chống trơn trượt này. Đó, người ta có thiết kế những cái rãnh đây để khi các bác đóng đinh thì nó không có trơn trượt nhá. Đó, đầu búa đẹp nguyên nha bác. Và một đầu chữ V nhổ đinh cũng đẹp này. Đó, đầu chữ V nhổ đinh đẹp nhá. Cũng có chữ đây nha bác. Đó. Đóng trên đầu búa đây. Và phần cán thì còn nguyên tem mác của Nhật đây nhá. Đó, cán gỗ còn rất là mới luôn. Cái búa này thì nặng được 600 g nha bác, nặng 600 g, nặng tổng thể 600 g, C53 là 200.000. Mã số tiếp theo là mã số C54. C54 là một cái cây kéo cắt tỉa nha bác, kéo tỉa. Cái này lưỡi rất là dài luôn này. Chiều dài tổng thể của cây kéo này là được 34 cm và chiều dài lưỡi sử dụng của nó là được 15 cm nhá. Nó lưỡi rất là dài, dài 15 cm. Đó, có chữ trên bề mặt lưỡi cho bác, Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Lò xo của nó là lò xo chữ V và chốt gài đầy đủ này. Đó, cái này thì lưỡi rất là bén nhá. Đó, các bác có chơi hoa, chơi cây cảnh ở nhà thì có thể sử dụng cây này cắt tỉa thì rất là ngon luôn nhá. Phần cán là thép nha bác. Đó, cán thép còn nguyên lớp sơn luôn. C54 cái này là 220.000, C54 220. C55 là một cái cây kéo cắt tôn của hãng Mimatsu này. Đó, có tên hãng đóng chỉ Mimatsu Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Chiều dài tổng thể cây kéo cắt tôn này là 25 cm và chiều dài phần lưỡi là được khoảng tầm 6,5 nha bác. Đó, 6,5. Cây này thì nó cũng hàng nó cũng chất lượng như kiểu Mitsubishi các bác. Đó. Và kiểu dáng của nó cũng giống vậy luôn. Và người ta, cái hãng này nó cũng làm chất lượng như hãng Mitsubishi vậy. Lưỡi thì rất là sắc bén nhá, không có sứt mẻ gì cả nhá. Đó, lấy hàng em kiểm tra hết phần lưỡi rồi. Lưỡi đẹp nguyên khít này. Đó, lò xo thì còn này. Và chốt gài đầy đủ nhá. Đó, lớp xi mạ sáng đẹp. C55 là 220.000. C55 cây kéo cắt tôn là 220. Mã số C56 cũng một cây kéo cắt tôn. Cái kéo cắt tôn này là hàng rèn thủ công của Nhật nha bác. Có chữ khắc chìm ở trên phần cán đây nhá. Và cái này thì người ta có rèn nó cong từ lưỡi này. Đó, người ta rèn cong từ lưỡi mà xuống cán hình lượn sóng nhá. Đó, người ta rèn thủ công mà rèn cong hình lượn sóng rất là đẹp luôn. Chiều dài của cây kéo cắt tôn này là được khoảng tầm 24 cm. Và chiều dài lưỡi sử dụng của nó thì được 6,5 nhá. 6,5. Lưỡi đẹp nha bác, lưỡi zin nguyên nhá. Không sứt mẻ gì. Đó, hàng rèn thủ công của Nhật. C56 cái này 180.000. Đến mã số C57 là một cái cây kéo bếp nha bác. Cây kéo hồ lô. Cây kéo hồ lô này của hãng Kaikut này. Đó, có tên hãng Kaikut của Nhật nha bác. Và cây kéo này thì nó dài được là 20 cm nhá. Lưỡi kéo đẹp nguyên này. Có ở đây phần này thì nó có những cái răng nhỏ nhỏ đây thì khi các bác cắt thì kiểu như cắt nó chống trơn trượt này, lưỡi rất là sắc bén, không sứt mẻ gì cả. Ở bên này có chữ này, ta lét teo này, không rỉ nhá, bề mặt lưỡi kéo không rỉ. Phần cán thì nó bị bong một ít sơn thôi, đó có mấy chỗ này nó bong ít sơn thôi này, không ảnh hưởng gì, rất là cũng còn rất là mới này các bác. Có miệng kẹp càng cua đây nữa nhá, đó miệng kẹp càng cua. Mã số C57 là 220.000. C57 một cây kéo hồ lô của hãng Kaikut, 220. C58 là một cái cây kéo tỉa dăm. Chiều dài tổng thể cây kéo tỉa dăm này thì được khoảng tầm là 19,5 cm và chiều dài lưỡi sử dụng của nó là 5 cm nhá. Chiều dài lưỡi sử dụng 5 cm.
Đây cái này thì có chữ đóng ở trên con ốc chốt này, Made in Japan này. Đó, tem mạng còn Made in Japan. Có chốt gài ở phần trên này nha bác. Đó, chốt gài phần trên lò xo đầy đủ. Lưỡi kéo thì bề mặt cũng còn lớp sơn mạ này. Đó. Cây này thì các bác sử dụng tỉa răm thì rất là ngon này. Đó, hoặc là các bác cắt cắm bông cắm hoa thì cắt tỉa thì rất là ngon luôn đấy. Đó. Cán của nó là bằng nhựa cứng nhá, nhựa đặc, cái này là nhựa đặc luôn nhá. Cán nhựa đặc luôn. C58 150.000. Mã số C59 là một cái cây kéo tỉa của hãng ARS nhá. Một cây kéo tỉa răm của hãng ARS, có tên hãng ARS đóng chìm trên bề mặt lưỡi này. Đó, cây này thì cũng còn rất là mới luôn nha bác. Chiều dài tổng thể của cây kéo tỉa này là 20cm và chiều dài lưỡi sử dụng của nó là được 5,5cm. Đó, 5,5. Đó, cái này thì lưỡi kéo nó còn zin nguyên nha bác. Đó, lưỡi kéo còn zin, em chưa có mài rũa gì đâu, rất là sắc bén. Đó, lưỡi còn zin nguyên nhá. Hãng ARS thì rất là nổi tiếng của Nhật đấy bác. Chuyên sản xuất kéo thì rất là ngon luôn đấy. Phần tay cầm thì bọc cao su liền lạc này, không có bị rách rưới gì nhá. Và dây chốt gài của nó cũng là dây cao su luôn. C59 cái này thì nó có một cái quai đây nữa này bác. Nó có một cái quai bên này. C59 cái này 200.000. C60 là một cái cây rìu bổ, cây này là cây rìu chặt nhá. Đó, cây này là cây rìu chặt. Chiều dài lưỡi của cái rìu này là được 11,5cm và chiều rộng lưỡi là 7,5. Hàng rèn thủ công 3 lớp thép của Nhật nha bác. Hàng rèn thủ công 3 lớp thép của Nhật. Đó, lưỡi rất là sắc bén này. Cái này thì cán của nó người ta cắt nó cụt đi rồi bác, nó ngắn nhá. Cán cái này thì nó còn có dài được là khoảng 25,5 thôi. Đó, dài 25,5, các bác về không thích thì có thể thay cái cán khác dài hơn nhá. Đó, có thể sử dụng đi rừng đi rẫy chặt cây này. Vừa bổ vừa chặt được nhá. Cái điều này nặng tổng thể là 700g nha bác. Nặng 700g, C60 là 270.000. Mã số C61 cũng là một cái cây rìu chặt nữa nhá. Chiều dài lưỡi cái này 12cm và chiều rộng lưỡi là 6,5. Đó, chiều rộng lưỡi 6,5, chiều dài cán của nó là dài 37cm nhá. Cán dài 37cm, cái này cũng là hàng rèn thủ công 3 lớp thép của Nhật này. Đây có khắc 4 tia này. Bên này 3 tia nhá. Đó, 4 tia bên này 3 tia. Lưỡi rất là sắc bén. Đó. Cây rìu này thì nặng tổng thể là 800g nha bác. Nặng tổng thể 800g, vừa bổ vừa chặt rất là ngon nhá. C61 là 300.000. C62, một con dao đi rừng này, dao chặt. Con này thì lưỡi sử dụng của nó thì được 12,5 và chiều rộng lưỡi là 8,5. Chiều rộng lưỡi là 8,5 nha bác. Và độ dày lưỡi của nó thì nó dày được 8 ly nha bác. Đó, độ dày lưỡi dày 8 ly, lưỡi rất là dày nhá. Lưỡi mài hai mặt nhá, 3 lớp thép này. Đó, bề mặt lưỡi đẹp này. Đó, cũng là hàng rèn thủ công của Nhật luôn. Và cái phần cán cái này thì nó không có cán đâu bác. Đó, về các bác thì có thể quấn cái lớp dây thừng hoặc là lớp dây vải vào đây này. Đó, sử dụng đi rừng đi rẫy chặt cây hoặc là có thể sử dụng cây này chặt xương cũng rất là ngon nhá. Cây dao này thì nó nặng được khoảng tầm gần 800g nhá. Nó nặng gần 800g. C62 là 380.000. Mã số C63. Một con dao chặt nhỏ nhá. Con này chiều dài lưỡi sử dụng là được 17cm và bản lưỡi rộng là khoảng tầm 3cm nhá. Độ dày lưỡi thì dày được độ dày lưỡi nó khoảng 4 ly rưỡi nha bác. Đó, 4 ly rưỡi, lưỡi hai mặt nhá. Đó, có chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi này. Bề mặt lưỡi đẹp nhá. Phần sống dao cái này thì nó hơi có chảy nên là em vuốt có mài lại cho nó mịn màng rồi này. Đó, sửa lại phần sống dao cho mịn màng đẹp rồi. Đó, phần cán gỗ chắc chắn, còn tem mác đây nhá. C63 cái này 240.000. C64. Chiều dài lưỡi con này là được 17cm và bản lưỡi rộng là 4,2cm. Độ dày lưỡi là dày được độ dày lưỡi 6 ly nha bác. Độ dày lưỡi 6 ly và lưỡi một mặt hai lớp thép nhá. Đó, lưỡi một mặt hai lớp thép, mặt sau này có rãnh tản lực này. Đó, chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi. Ở trên bề mặt lưỡi của nó thì có một cái đường đen ở đây là lớp thép ghép nha bác. Đó, lớp thép người ta ghép hai lớp thép nhá, không phải nó bị nứt nhá. Đó, cán gỗ đẹp chắc chắn. C64 này 300.000. C65 một con dao bếp này. Con này thì chiều dài lưỡi của nó là được khoảng 27cm nha bác. Đó, lưỡi rất là dài, dài 27cm. Và con này của hãng Kanesige này. Đó,
tên hãng đóng chìm nhá, Kanesige, hãng cũng rất là nổi tiếng của Nhật nhá. Bề mặt lưỡi dao thì rất là sáng và đẹp đây các bác. Đó, lưỡi rất là dài, dài 27 cm luôn. Khâu của con này là khâu đúc nha các bác. Khâu đúc và cán gỗ ba chốt chắc chắn này. Con này nếu mà các bác đi mua giá mới thì nó cũng khoảng tầm 2 triệu mấy 3 triệu ấy. Đó. Rất là đắt luôn nhá. C65 cái này là 600.000. C66 là một cây dao của hãng Misono Handmade này. Đó, có tên hãng Misono Handmade đóng chìm đây các bác. Chiều dài lưỡi sử dụng của con này là được khoảng tầm 24,2 nha các bác. Và bản lưỡi rộng là 3,5. Độ dày lưỡi con này thì khoảng tầm 2 ly nhá. Đó, con này dày 2 ly. Đó, bề mặt lưỡi dao đẹp nhá. Lưỡi rất là bén rồi. Đó. Lưỡi cũng rất là dài, dài 24,2. Khâu và lưỡi là đúc liền nhá bác, cán gỗ 3 chốt chắc chắn nhá. Có cái hãng Misono Handmade này thì các bác có thể tra, nó rất là nổi tiếng này. Đó, và nó rất là hãng cao cấp của Nhật luôn. Giá mới thì rất là đắt nhá. C66 cái này là 550.000. C67 là một con dao Osuba khâu sừng này. Chiều dài lưỡi sử dụng con này là được 17 cm, bản lưỡi rộng là 4,2 cm. À, độ dày lưỡi thì dày được 3 ly nhá, dày 3 ly. Lưỡi mài một mặt nha bác. Đó, lưỡi mài một mặt hai lớp thép này. Đó, đây nhìn có thể các bác nhìn kỹ có thể thấy rõ hai lớp thép ghép luôn này. Đó, bề mặt lưỡi dao em vệ sinh sáng đẹp, chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi này. Lưỡi bén nhá. Cán gỗ khâu sừng nha bác. Đó, cán gỗ khâu sừng. À, con này thì cán của nó là cán zin luôn nhá. Đây có cả chữ Nhật đóng ở trên cán đây này. Đó, C67 cái này là 450.000. C68 một con dao bếp 3 lớp thép nhá. Con này 3 lớp thép nha bác, và lõi không rỉ nhá. Đó, con này lõi không rỉ. Đây có chữ tên hãng của nó đây, và sử dụng chất thép là molybdenum và vanadium. Chiều dài lưỡi. Chiều dài lưỡi sử dụng của con này là được chiều dài lưỡi sử dụng 18 nha bác. Bản lưỡi thì rộng được 4,2. Độ dày lưỡi thì con này khoảng tầm 2 ly nhá. Đó, cũng khoảng tầm 2 ly. Con này là cán và lưỡi là đúc liền luôn nha bác. Cán đúc liền nguyên khối luôn, có những cái rãnh để chống trơn trượt này. Đó, rất là mới luôn này. 3 lớp thép lõi không rỉ nhá. C68 là 320.000. C69 một con dao bếp của Đức nha bác. Đó. Đây có tên hãng như bác, Solingen Germany này. Đó, Solingen Germany. Bề mặt lưỡi dao đẹp nhá. Đó. Con này không có rỉ nha bác, không rỉ. Chiều dài lưỡi con này là 17 cm và bản lưỡi rộng là 4,3 cm. Độ dày lưỡi con này thì dày được độ dày lưỡi con này nó dày 2 ni rưỡi nha bác. Dày 2 ni rưỡi. Và con này thì khâu và lưỡi là đúc liền, cán của nó là cán nhựa cứng nhá. Hàng chuẩn Đức nha bác. Đó. Đó, con này là dao chuẩn của Đức luôn. Có logo của hãng ở trên phần cán này này. Đó, mấy cây dao mà nhái thì nó không có cái logo ở trên cán này đâu các bác. Đó, con này hàng chuẩn Đức luôn. C69 cái này 300.000. C70 một con Akiri 3 lớp thép nhá. Chiều dài lưỡi sử dụng con này là được 14,3 cm, bản lưỡi rộng là 5,2 cm. Độ dày lưỡi con này thì nó dày được khoảng tầm hơn 2 ly nha bác. Dày khoảng hơn 2 ly. Đó, con này 3 lớp thép còn rất là mới này. Đó, các bác có thể nhìn thấy cái đường 3 lớp thép lượn sóng này. Đó, đường lượn sóng trên ở phần lưỡi này, 3 lớp thép nhá. Bề mặt lưỡi của nó thì cũng còn nguyên cái lớp mạ mà người ta sơn, người ta mạ lên để chống rỉ các bác, nó không có rỉ này. Đó. Đó, còn nguyên cái lớp mạ này luôn, chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi. Hai mặt chữ luôn nhá. Đó, con này hai mặt chữ. Đây thì nó có mấy cái vết ố nhăm nhăm đây thôi. Nó có vài vết nhỏ nhỏ này, các bác về thì có thể rũa rồi xả nhám thêm cho nó sáng ra nhá. Còn lại là đẹp này. Cán gỗ khâu nhựa nha bác. Đó, cán gỗ khâu nhựa. Con này sử dụng trong gia đình thái rau củ quả, thái thịt thì rất là ngon luôn nhá. 3 lớp thép. C70 là 320.000. Mã số C71. Con dao bếp này là của hãng Sekizo nha bác. Có Sekizo made in Japan này. Không rỉ nha bác. Đó, cũng không có rỉ. Đây thì có hình ông thợ rèn đang ngồi rèn dao đấy bác. Ông thợ rèn đang ngồi rèn dao. Chiều dài lưỡi của cây này là được 18,5 cm, bản lưỡi thì rộng là 4,5. Độ dày lưỡi thì nó dày được khoảng tầm 1 ni rưỡi nha bác. Khoảng 1 ni rưỡi. Con này bề mặt lưỡi dao cũng sáng đẹp. Và bề mặt lưỡi thì người ta có thiết kế những cái rãnh, những cái ô rãnh rãnh này này các bác.
thì khi các bác cắt rau củ quả thì nó không có bị bám dính lên bề mặt lưỡi nhá. Đó, để chống dính lên bề mặt lưỡi. Đó, hai mặt rất là sáng đẹp, can gỗ 3 chốt này chắc chắn. C71 cái này 180 nghìn. Mã số C72 một con dao sashimi. Chiều dài lưỡi sử dụng con này là 20,5, bản lưỡi rộng là 2,5 và độ dày lưỡi con này thì dày được độ dày lưỡi con này nó dày khoảng tầm là 2 ly nhá bác, dày 2 ly. Đó. Lưỡi một mặt nha bác, nó lưỡi mài một mặt. Con này cũng không có rỉ này. Không rỉ, đây có chữ đóng chìm ở trên bề mặt lưỡi đây. Steel không rỉ nhá. Bề mặt lưỡi con này rất là sáng đẹp luôn. Đó, các bác có thể thấy này. Đó, tay thì nó dính dầu các bác, đó, dính dầu thôi. Chứ bề mặt lưỡi nó rất sáng đẹp. Đó, cán gỗ và khâu của con này là khâu nhựa nha bác. Đây còn nguyên cả tem mác của Nhật ở trên phần cán đây các bác. Đó. C72 là 230.000, C72 230. Thì hôm nay em có lên 72 mã hàng đồ nghề Nhật bãi nha bác. Em xin kết thúc video tại đây và cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Em xin hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau ạ.